Và khi cái nghiệp ác nó đến rồi thì trong kinh Đức Phật Ngài dạy là cho dù bay dút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát, quả sầu đã gieo. Thí dụ chưa tu thì buồn vẫn là buồn, tu rồi mới biết nỗi buồn từ tâm. Dạy gì mà buồn chi thâm, thôi thì hãy niệm rầm rầm cả ngày. Niệm Phật diệt tội phước sanh, cho ta an lạc xóa tàn nỗi buồn. Chưa tu thì buồn vẫn là buồn, tối ngày cái buồn riết à. Mà tu rồi thì biết nỗi buồn từ đâu? Từ tâm. Chưa tu thì sen vẫn là sen, nhưng mà tu rồi mới biết trong sen có bùn. Đó, cái chỗ này mới quan trọng. Tại sao trong sen có bùn? Là bởi vì lúc mình tu rồi thì mình phải tin vào vô thường. Hãy tin vào vô thường. Vì Đức Phật Ngài dạy thế gian là gì? Là vô thường, là khổ, là vô ngã. Có được cái thân người rất là khó. Thân người thì khó được, Phật Pháp thì khó, khó nghe, đúng không nè? Mà hôm nay mình được thân người rồi, rồi Phật Pháp đang nghe nữa, mình chỉ còn con đường là gì? Lo mà tạo phước thôi. Nếu đã biết đời là bể khổ, sao ta cứ làm khổ người ta? Muốn tu thì phải buông ra, càng níu càng kéo đường ma bước vào. Gặp được Phật phải tu mau, vô thường thoáng chốc hồi nào tu đây? Chắp tay con hỏi Phật ơi, sống sao để được thảnh thơi an nhàn? Phật cười khuôn mặt bình an, tu hành sẽ được an nhàn thảnh thơi. Đạo Phật không phải là cầu sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra là để đi đòi thực hành. Không vỗ tay. Như vậy, không có cái biết nào bằng biết, biết đủ. Không có cái vui nào bằng vui, vui gì? Vui đủ, vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp, chôn vùi thế nhân. Người tu lo sửa lỗi mình. Đó. Lỗi người, người sửa, ta thời sửa chi? Tu thì sửa lỗi ta đi, lỗi ta không sửa, sửa chi lỗi người? Ai ơi, quét rác tại lòng, đừng nên quét rác ngoài đồng thế gian. Tâm ta còn rác ngổn ngang, ngày đêm lo quét mới an cuộc đời. Rác đời ta quét cho vơi, bao giờ hết rác thảnh thơi an nhàn. Chuyện đời trả lại thế gian, đừng nên tiếc giữ sầu than cõi lòng. Rác đời ta quét cho xong, rác người người quét, đừng trong nhà người. Tĩnh tâm soi xét lại mình, đã an, đã tịnh, đã bình hay chưa? Hay còn sớm nắng chiều mưa, vì danh vì lợi sớm trưa muộn phiền. Từ nay cố gắng tu thân, nói năng suy nghĩ hướng phần từ bi. Đau khổ chẳng gây làm gì, ân ân quán quán ly bì về sau. Vỗ tài. Nhân duyên kiếp này gặp nhau, nếu như không thể ngọt ngào thì thôi. Phận ai nấy giữ cho rồi, đảo lai không hẹn khỏi vài trả nhiều. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình thế giới bình. Chứ mơ cái quả lành không. Còn mình bây giờ là cái người hiểu đạo rồi, thì chúng ta mơ cái nhân lành. Nhân lành là sao? Người ta tốt với mình,
mình tốt lại với họ là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với họ mới là người có tu. Đừng để lời nói hành động của người khác làm thay đổi cái tâm trạng của bạn. Mình dễ lắm, chỉ cần người ta nói hai ba câu thôi, chọc chừng hai ba câu thôi là nổi tâm bành lục tặc liền. Đó, cái đó là cái gì? Là không có thận, không có thận cần. Đó, thận là lúc nào cũng phải nỗ lực gìn giữ chánh niệm, không có để bất cứ một cái lời nói hay hành động cử chỉ của người khác mà thay đổi cái tâm trạng của mình. Cái tâm trạng của mình đang an lạc, đang hoan hỷ, tự nhiên nghe mấy câu cái hết hoan hỷ. Chẳng những hết hoan hỷ không nói làm chi, còn lại nổi sân nữa. Thì cái này là cái người này có thận cần không? Không. Rồi gì? Thận trừ cần. Thứ hai là trừ cần. Trừ là gì? Những cái bất thiện pháp nào sanh lên, mình phải nỗ lực trừ diệt đó. Phải nỗ lực trừ diệt. Chứ không có kiểu mà cho nó tam bành lục tặc, nó nổi, nó cháy hết trơn rồi, rồi nó mới nguội là không được. Mình là khi nào mà mình nóng lên đó là mình nóng cho nó hết ga rồi. Giống như củi mà nó cháy hết rồi thì nó mới tàn. Chứ mà nó đang cháy là không có cách gì mà ngăn được. Thì cái đó mình thiếu cái gì? Trừ cần. Mình thiếu cái sự nỗ lực để mà diệt trừ cái phiền não. Chúng ta để ý đi. Mỗi lần mà mình buồn là ít nhất phải là có người thì buồn ít nhất phải 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày. Tại cái cơn của mình có đó thì mới nguội. Chứ không có nguội liền được. Hoặc là nóng là phải nổi tam bành lục tặc lên rồi, xong rồi á thì mới xong. Có người cũng vừa tự vỗ ngực xưng tên hay lắm. Cái tánh của con á, sư biết không? Thẳng lắm. Đụng con làm liền. Con làm rồi thôi. Đó. Chửi người ta tanh bành té bứa rồi thôi chứ không lẽ giờ chửi người ta rồi làm gì nữa. Đụng đến con là con chửi liền. Con làm liền. Mà con làm rồi thôi, con để bụng. Thưa với quý vị, cái đó là chúng ta ngụy biện. Chúng ta bị cái thói quen nó đánh lừa mình. Đánh lừa mình từ xưa, lừa mình từ xưa giờ. Cái nỗi khùng lên hết rồi cái mới nguội. Thì quý vị cứ thử nghĩ là lửa cháy tan bành té bứa trơn rồi phải nguội chứ không lẽ cháy quậy. Nó hết nhiên liệu rồi. Nó cháy hết sức rồi. Thấy không? Chửi cũng chửi rồi, giận cũng giận rồi, tức cũng tức rồi. Nó phải nguội thôi chứ không lẽ giờ tức hoài sao chịu nói. Củi mà cháy lên rồi, nó cháy một hồi nó quậy hết. Thấy không? Nhưng mà chúng ta ngăn chặn được ngay lúc nó đang cháy thì mới là quan trọng, mới gọi là trừ cần. Cho nên nhiều khi mình nói mà là không được. Cái cô này cô còn dữ dằn hơn nữa. Cô nói con ấy sư biết không? Thấy vậy chứ không phải vậy à. Con thương được là con ghét được. Con nhớ được là con quên được. Con lấy được là con bỏ được. Nhưng có một điều con nói được mà con làm không được. Dạng vậy đó. Cái dạng là nó thiếu mấy cái chánh cần này. Rồi trừ cần xong tới gì? Tu cần. Tu là những cái thiện pháp nào chưa sanh mình phải làm cho sanh khởi. Có những cái thiện tâm trong lòng mình á mà chưa sanh mình phải làm sao cho sanh khởi, cố gắng làm cho sanh khởi. Thì gọi là tu cần. Cuộc đời cần phải vui tươi. Gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, xin đừng quan trái lưng hồi khổ đau. À, bây giờ mình không hoan hỷ được thì thôi. Mà mình ngộ lắm. Một là quan hỷ, hai là quan trái. Một là thương, hai là ghét. Cuộc đời của mình như vậy có hai cái. Bây giờ mình phải tập cái thứ ba. Cái thứ ba là gì? Lỡ mình thương không nổi, nói sư ơi bây giờ sẽ bắt con thương cái bà này, sao con thương nổi được. Trời ơi, quan trái với bà nhiều đời nhiều kiếp dữ lắm. Nghe cái hư bà không, con đã mệt rồi, đừng có nói chi mà gặp bà sao con chịu. Thấy không? Bà mà nói ra nữa là phải gây lộn thôi. Thí dụ như vậy, phiền não lắm, tránh bả không được. Thì thôi bây giờ ráng làm sao mình không có quan hỷ thì thôi. Nhưng mà dứt khoát là không có quan trái. Nhớ không? Tức là mình không quan hỷ một cái điều gì đó, mà không hỷ với ai đó thì thôi. Giữ cái tâm chỗ đó thôi. Chứ đừng có ngược lại là mình quan trái.
Bây giờ khi mình nói với cái người đó mà nói với bằng cái tâm ganh tị, thường là mình nói quan, quan trái, nói thêm, nói bớt, đại khái vậy đó, ví dụ như dễ hiểu. Rồi, cái thứ hai là gì? Bổn sẻn. Cái tâm bổn sẻn là gì? Là lúc nào mình cũng không muốn mình mất cái gì hết trơn. Lạ vậy đó, biết từ đâu. Lúc nào mình cũng muốn là mình được chứ đừng có mất. Cho dù là thua thiệt cái lời nói hay là cái danh dự hay là vật chất là mình không muốn mình mất, mà mình chỉ muốn mình được. Nó lạ vậy, biết từ đâu. Mà mình biết rõ là sanh giả không, tử cũng giả không, phải không? Phải không nè? Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Đó. Mình biết đó là sân thì mình sẽ không hành động bởi tâm sân. Khi mà giận thì dứt khoát không nói, dù giận đừng mắng người ta, chỉ gây thêm quán mà hận nay thêm đầy thôi chứ không có được gì. Si cũng vậy. Cho nên con người thì ai cũng tham, nghe cho kỹ, nhưng mà phải biết việc làm đúng sai. Đừng vì tham vọng phát tài gây nên ân oán, kéo dài khổ đau. Nên sống biết đủ gây nên quan trái, kéo dài khó yên. Nên sống biết đủ tùy duyên, dụng tâm nuôi dưỡng tánh hiền của ta. Dẫu đời gặp cảnh phong ba, cũng đừng oán trách người ta hại mình. Muôn sự trong kiếp nhân sinh, có nhân có quả, có dinh có hèn. Đừng vì tài lợi nhỏ nhen mà gây thêm nghiệp rối ren cuộc đời. Cho dù đi khắp muôn nơi, cũng nhớ đừng để đánh rơi tâm từ. Tiền tài danh vọng vô hư, chỉ có phước đức chân như trường tồn. Dẫu người là dại hay khôn, biết tu biết nhẫn tâm hồn thảnh thơi. Từ bi đức tính để đời, phước đức vô lượng sáng ngời nhân tâm. Bây giờ mới vỗ tay. Cái bà đó mới nói giảng cái gì con quên rồi, nhưng mà con thấy nó hay lắm. À, vậy đó. Chắc ở đây mình cũng có vài người như vậy đó. Giảng cái gì con quên rồi, nhưng mà hỏi con ngồi trong con nghe sư đó giảng hay lắm, hay thiệt là hay. Đó, cái loại trí tuệ thứ hai là gọi là trí tuệ bắp, bắp dế. Giống cái đùi mình vậy đó, ngồi thì để đồ được, mà đứng lên thì sao? Nó rớt hết, rớt hết, rớt hết. Mình là thuộc cái dạng giống như là đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn, lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng u phiền phủ vây. Đến chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Mà hãy buông được thì ít có than, ai mà không buông được thì càng than, than dữ lắm. Cuộc đời vui khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, sâu sắc thông suốt tâm an nhàn. Bây giờ mình biết đạo rồi, dứt khoát không có buồn. Bởi vì ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Quý vị biết không, cái tòa án nhân quả nghiệp báo là một cái tòa án phân minh nhất. Cái tòa án này không có vụ chạy án. Mình cái tòa án ở trên trần gian này mình còn chạy tới chạy lui, nhưng mà cái tòa án của nhân quả nó không có chạy được. Mình chạy hay lắm. Hồi nhỏ đi học thì chạy trường, vô trường rồi chạy điểm, rồi chạy điểm xong chạy bằng, có bằng thì chạy chức, có chức thì chạy mánh. Nói chừng bể mánh có tội cái chạy tội, dính tội rồi cái đầu chạy án,
rồi riết rồi chạy trốn luôn. Thế mình chạy hay lắm. Nhưng mà cái tòa án nhân quả nghiệp báo là không có chạy được. Nó rất là phân minh. Nhân quả rất là phân minh, cho nên không có gì là phải buồn. Nhớ chưa? Mình tu theo Đức Phật là cái mặt mình phải tươi. Cái gì nhìn lên gương mặt của Đức Phật đi. Ngài cũng hít thở không khí giống mình như vậy nè. Ngài cũng thấy thạnh suy, có không còn mắt trái ngang, tình đời thay trắng đổi đen, vân vân rồi vân vân. Nhưng mà Ngài có buồn không? Có buồn không nè? Không. Còn mình thì vui rồi buồn, buồn rồi vui, vui rồi buồn rồi vui. Nói chung là mình không giống Đức Phật. Đức Phật thì Ngài lúc nào cũng an nhiên tự tại. Cái tâm từ bi của Ngài nó rộng lớn lắm, phải như mình nó có hạn hẹp. Ngài là gì? Khen chê phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải điều. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải điều chúng sinh. Thế gian là bất tồn đưa đến chỗ hoại diệt, thế gian là vô hộ vô chủ, thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Thế gian là thiếu thốn, bất mãn, nô lệ cho tham ái. Lúc nào cũng thấy thiếu, lạ vậy đó. Có người mình á, người ta nói một câu như thế này nè. Ai chết đi rồi cũng để lại ít tiền, không ít thì nhiều. Cho dù người đó nghèo cái nào cũng còn dư ít. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc sống lúc nào cũng thấy thiếu. Biết từ đâu mà phải thiếu. Nhưng mà lúc chết chắc chắn không ít thì nhiều, cũng còn dư chút. Mà khi chết thì khi sống lúc nào cũng thấy thiếu. Đó là cái chúng ta bị những cái thói quen gọi là không tốt, nó đánh lừa mình. Đánh lừa mình. Thế gian là vô sở hữu, có gì là của mình. Nhưng mà mình cho là của mình. Rồi chết ra đi bỏ lại tất cả. Lúc nào cũng thấy thiếu. Mà thiếu thì mong cầu. Mà mong cầu không được thì bất mãn. Cuối cùng mình trở thành kẻ nô lệ trung thành nhất cho cái lòng tham của mình. Cho nên hôm nay chúng tôi mới giảng cái bài pháp có cái tựa đề là gì? Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Ở ngoài đời á, dạy mình cách để nắm giữ không à, đừng có mất. Nhưng mà đạo dạy người chỉ một chữ. Chữ gì? Chữ buông. Nghe cái chữ buông nó nhẹ lắm. Buông nó nhẹ. Mình vào chùa mình có cái tiếng chuông đó quý vị. Mỗi lần nghe tiếng chuông thì sao? Nghĩ đến chữ gì? Buông. Đó, ví dụ như gõ tiếng chuông nè. Bon. Là niệm ngay là buông. Nghe cái tiếng mở thì sao? Sao? Bỏ. Chuông mở là gì? Buông, bỏ. Hay không? Cho nên bây giờ tham mình biết mình tham, sân mình biết mình sân, si mình biết mình si. Mình vô minh biết mình vô minh. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành người trí. Người ngu tưởng mình trí, kẻ ấy thật thật là ngu. Thật là đại ngu. Đại ngu mới được chứ là ngu chưa được. Kẻ tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Chí lòng gặp rủi thì không động nao lòng trách than, bị chê chẳng có thở than, được vui khen ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào, đều là nhân quả ta đầy tạo thành. Thân không trộm cắp nè, miệng không nói dối nè, ý không suy nghĩ gian tà nè, chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Đó là cái người con Phật. Mình tạo mấy cái này thì chắc chắn mình sẽ có được hạnh phúc. Đạo Phật không phải cầu sinh. Mà quý vị đến chùa mà cầu sinh riết, người ta có nhìn vô đó là đạo Phật sao tối ngày cứ cầu sinh không vậy? Mà quý vị biết mình sinh á là thể hiện cái lòng gì? Lòng tham. Mà Phật dạy hãy tham nhiều thì khổ, khổ nhiều. Mà tham ít thì khổ, khổ ít. Mà không tham thì không khổ. Mà mình có không tham không?
Không, mình chỉ có hai cái thôi. Một là tham nhiều, hai là tham ít. Thì từ cái tham nhiều tham ít đó mới suy ra là khổ nhiều và khổ khổ ít. Đức Phật chuẩn bị chọn cái ngôn ngữ để mà thuyết pháp độ đời, thì lúc bấy giờ nó xuất hiện trên thế gian có hai loại ngôn ngữ. Một là ngôn ngữ Sanskrit, hai là ngôn ngữ Pali. Ngôn ngữ Pali là một cái ngôn ngữ phổ thông bình dân, là người có học nghe cũng hiểu, người không học nghe cũng hiểu. Còn ngôn ngữ Sanskrit là ngôn ngữ học đường, ngôn ngữ bác học, ngôn ngữ của các nhà nghiên cứu. Ngôn ngữ này người có học thì biết, người không học nồ biết. Đức Phật suy xét cho nên Ngài mới chọn cái ngôn ngữ bình dân nhất, phổ thông nhất là ngôn ngữ Pali. Hiếu thuận bậc sinh thành, nuôi dưỡng vợ và con, sở hành theo lẽ chánh là phúc lành cao thượng. Ngày hôm nay chúng tôi trích cái pháp đầu tiên là gì? Hiếu thuận bậc sinh thành là phúc lành cao thượng. Không có cái sự hạnh phúc nào, an vui nào trên cuộc đời này bằng cái sự hạnh phúc an vui là hiếu thuận với cha mẹ. Một câu kinh khác thuộc kinh Pháp Cú Thammapada, Đức Phật dạy rằng là mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng từ rài vui hơn. Vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng từ rài vui hơn. Vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Đã làm người xin đừng quên chữ hiếu, phận làm con phải thấu hiểu điều này. Dẫu cuộc đời có muôn vàn đắng cay, cũng phải nhớ công ơn này mãi. Một đoạn kinh khác Đức Phật dạy rằng là lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là phạm thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Tạo nghiệp mới, tạo phước mới, tức là tạo nghiệp thiện mới. Nhớ nghe, tạo phước mới có nghĩa là tạo nghiệp thiện mới, chứ không phải tạo nghiệp ác mới. Tạo nghiệp ác mới là gọi là gì? Tạo tội mới, chứ không phải phước mới. Mình tạo phước mới thì mình phải tạo cái thiện nghiệp mới. Mà phước là tài sản thật, quý vị nhớ nghe. Trong tất cả các tài sản thì phước báo là tài sản thật mà không ai có thể chiếm đoạt được. Tất cả những tài sản khác có thể bị người ta chiếm đoạt, nhưng mà phước báo thì không ai có thể chiếm đoạt được. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái chỗ này, gọi là ngân hàng từ thiện hay ngân hàng phước thiện. Phước báo là tài sản thật, nhớ. Các loại tài sản nó giả hết, chỉ có phước báo là tài sản sản thật. Mà phước báo nó có cái công năng là gì? Là nâng đỡ, hỗ trợ cho mình được an vui. Phật dạy bùn nhá ba ra lô casmin bà tích thà hòn tí bà ni năng, phước báo là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh. Phước báo nó phân chia chúng sanh thành nghiệp, nó phân chia chúng sanh thành ưu thắng và hạ liệt. Có người thì giàu, khỏe mạnh, đẹp, thông minh, vân vân, là nhờ phước nghiệp thiện. Có người thì nghèo, khổ, đau, đủ thứ hết vân vân, là vì ác nghiệp thiện. Cho nên nghiệp nó phân chia chúng sanh thành ưu thắng và hạ liệt. Cái sự giàu nghèo dị biệt khác nhau của chúng sanh là do nghiệp nó phân chia. Ngân hàng phước thiện, phước là tài sản thật không có mất được. Gửi tiền vô ngân hàng thì có thể còn hay mất,
Nhưng mà gửi tiền vô ngân hàng phước thiện thì không có cái chuyện mất. Qua bao năm tháng cuộc đời, bao giờ mới biết, bây giờ mới biết tiền lời ở đâu. An toàn không phải đêm thâu, năm canh trần trọc lo âu tuổi già. Có nhiều người có tài sản quý vị biết không, gửi vô ngân hàng hay mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa hay sắm vàng, đô la gì cất. Rồi sao? Thức trắng đêm mà suy nghĩ. Rồi năm canh trần trọc lo âu. Thì bốn câu đầu tiên là qua bao năm tháng cuộc đời, bây giờ mới biết tiền lời ở đâu. An toàn không phải đêm thâu, mình thức suốt đêm mình lo nữa có đâu có an toàn đâu. Năm canh trần trọc lo âu tuổi già, chắc chiêu dành dụm nhưng mà chết không mang được thật là uổng công. Việc làm từ thiện mênh mông, bỏ tiền vào đó không trông mà lời. Dư ăn con cháu đời đời, không khi nào đói tuyệt vời làm sao. Thật là kỳ diệu biết bao, tiền cho không mất lời cao mỗi ngày. Kiếp sau mà cũng kiếp này, an vui hạnh phúc vui dày ngàn năm. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Cái tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm giác ngộ. Cái tâm không có sân si, tâm không có phiền não và tâm Bồ Đề. Mình tu làm sao cũng nổi tâm Bồ Đề vậy mà Bồ Đề gì biết không? Bồ Đề gai. Biết Bồ Đề gai không? Cái cây Bồ Đề nó có hai loại cây nha, nó có cái cây Bồ Đề gai đó. Cái cây bá đậu vậy đó, gai không à. Mà nó cũng na ná cây Bồ Đề đó. Nhìn dễ lầm lắm. Nó mặc áo lam hiền vậy nè. Đụng vô thì biết. Con là ai đó? Con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Già rồi mà chưa chịu tu còn gai góc không, mở miệng ra là gai góc không, chôm chôm á. Cuộc đời con thích ôm đờm, 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què nha, đến ngày vía bụt cái ấp e lam hiền, dễ chết lắm á. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền rồi mê yêu nữa. Con là thập cẩm đủ điều đó, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa, sao tu? Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt có hơn ai? Nếu mà toàn là thượng duyên hết trơn thì người tu đâu có quan trọng nữa, ai cũng tu được hết. Nhưng mà nghịch duyên tu được mới là tu. Đừng mong vạn sự giống như lòng mình, tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận tâm tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an đó. Đừng vì lúc căm phẫn đổ lỗi người vô ơn. Đừng vì chút giỏi hờn che tay người tri kỷ. Đừng vì không hoan hỷ lại quán trời buồn hiu. Đừng vì gió trở chiều giận mùa không nắng ấm. Đừng vì lòng uất hận ghét kiếp người đắng cay. Đừng vì lúc đang sai cho đất trời cuồng loạn. Đừng vì trong chập choạng nhìn biển quá thành sông. Đừng vì một đêm đông trách năm dài buốt lạnh. Đừng vì ta cô quạnh rằng ai cũng sầu bi. Vỗ tay. Ai làm chi đó mặc ai, mỗi người mỗi tật, quan hài mà chi. A-di-đà-phật, mỗi người mỗi tật. Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát, mỗi người mỗi khác. Đâu có giống nhau được. Niệm theo chúng tôi hai câu này cho nó khỏe đi. Nam-mô A-di-đà-phật. Đọc theo. Nam-mô A-di-đà-phật.
mỗi người mỗi tật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, cho nó khỏe. Đó là mấy là mình niệm vậy mà nó chưa thấm á nghe. Mình niệm thêm câu thần chú nữa. Biết thần chú gì không? Muốn học không? Chúng tôi dạy. Muốn học không? Muốn không? Muốn vỗ tay cái này. Niệm theo chúng tôi liền nha. Mắc kê nô, mắc kê nô, lớn lên mắc kê nô. Biết nghĩa gì không? Mặc kệ nó. Đi chùa biết tự quy y, tự mình quy y nghe, tự quy y Phật mà, tự mình thôi. Đi chùa biết tự quy y, trong ta có Phật tuệ tri nhắc mình. Đó, tự quy Phật là trong mình có Phật, đúng không nè? À, tâm mình mà sống thật, thật nghĩa đi chùa thì nhiên Phật ở trong tâm thôi. À, tuệ tri nhắc mình. Khi lòng chưa thực lặng thinh, lòng mình mà nó chưa có thực sự yên á, nó còn ồn ào á, thì bao cái khổ chúng sinh vẫn còn. Cho dù có chạy lên non, não phiền chưa dứt, đời hoàng khổ đau. Nếu mà tâm mình mà chưa có yên tĩnh á, chứ thật sự mà lặng á, thì mình chạy đâu nó cũng khổ á. Cái dạng này gọi là cái dạng gì biết không? Tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa đó. Có nhiều người nói thôi chạy vô chùa à, cho nó trốn khỏi cái phiền não, nhưng mà vô đây nó cũng có phiền não khắp mọi nơi. Ăn thua mình phải biết tự tu, tự mà an lấy. Trong tâm mình có Phật rồi là mình tự mình sẽ rõ được cái vấn đề đó. Cho dù có chạy lên non, não phiền chưa dứt, đời hoàng khổ đau. Mình có chạy lên non mà cái tâm mình nó chưa dứt não phiền thì nó cũng vẫn khổ đau. Tu lấy hỷ xả làm đầu, chuyển người thôi kệ, nhiệm màu phúc dày. Đó, chuyển người thôi kệ. Hiểu chữ thôi kệ không? Là mắc kê nô đó. Hiểu không? Có gì thấy cái chữ thôi kệ không? Chuyện đời thôi kệ. Là niệm dùm sư là gì? Mắc kê nô. Chuyện đời thôi kệ. Nhiệm màu phút giây, xoay ra lòng mãi lây hoay, nhìn vào thanh tịnh ta đây Phật về. Trong phiền não có bồ đề. À, cái phiền não nó hay lắm. Phiền não tức bồ đề. Cái phiền não mà mình tu chưa được thì đó là phiền não nha. Khi chưa tu thì phiền não vẫn là phiền não. Nhưng mà tu rồi thì phiền não tức bồ đề. Phật ra đời giữa cái tam giới bùng nhơ này chứ đâu. Nếu mà Phật mà không thanh tịnh thì Phật không thành Phật được. Phật ra đời trong cái tam giới sanh tử này, phiền não khổ đau này. Cho nên mới có câu là phiền não tức bồ đề. Trong phiền não có bồ đề, sát na tỉnh thức cận kề Như Lai. Vỗ tài. Học Phật để hiểu tình người, sẽ chia thương mến nói lời sáng trong. Mà mình có phát huy cái điều thiện để mình khuất lấp đi điều ác. Đó là cách tu mà gọi là loại trừ. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị một cách tu loại trừ. Thay vì mình ghét người ta, thì bây giờ mình phải suy nghĩ sao để cho mình có cái tình thương với người đó thì nó mất đi cái sự ghét. Mà khi mình thương rồi thì mình cứ lãng bắt cái trớn đó mình thương hoài. Người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu nghe. Mà người ghét người chút xíu cũng dừng. Không hiểu sao mình ghét cái người đó rồi thì người ta không làm gì mình cũng ghét. Thiệt nó xin lỗi mình nghe tên là đã ghét rồi. Chưa gặp. Gặp rồi còn ghét dữ nữa. Người ta mở miệng nói hay là cái gì mình cũng ghét dữ nữa. Cho nên chỉ có cách duy nhất mà chúng ta loại trừ là gì? Là chúng ta tu tập tam nghiệp thiện để chế ngự tam nghiệp ác. Cách tu chúng ta là vậy. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó chỉ bắt cảnh cảnh thôi. Thí dụ mình muốn cho bóng tối nó mất đi. Thì bằng cách nào quý vị? Bằng cách nào? Mở đèn lên. Thấy không nè, bây giờ bước vô cái phòng. Thí dụ bước vô cái phòng. Tối thui. Tối ôm à. Là muốn cho cái bóng tối này mất đi. Làm cách nào?
mở đèn lên. Đúng. Chứ bây giờ mình nói mọi người ơi phụ tôi đi, đem thao, đem rổ, đem bịch bọng bao vô đây hốt bóng tối ra được không? Không. Chỉ có cách duy nhất là mở đèn lên. Vì cái pháp loại trừ nó hay lắm. Hãy minh sanh thì vô minh nó diệt. Mà hãy vô minh nó sanh thì minh nó diệt. Vô minh là gì biết không? Là bóng tối. Nó xuất hiện thì ánh sáng nó mất đi. Mà ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó mất đi. Cho nên chúng tôi hay dạy rằng là đi về phía ánh sáng. Bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía tự bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gặp gợn lên xuống. Đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tử sinh. Đi về phía thiện bình, tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung, chứ không có bùng vào. Vỗ tay. Vui vẻ là khỏe liền. Cho nên bây giờ quý vị phải học thêm mấy cái này. Mà buồn phiền thì sanh bệnh à. Nhường nhịn thì bình an. Mà bi quan là tự sát. Giải thoát mới tự do. Đó. Nãy giờ mình tu cái đạo giữ giới giải thoát là tự do. Thiền to thì sống cả. Vô ngã mới vô ưu. Đa mưu thì đa quán. Đông bạn thì lắm phiền. Mà nhiều tiền thì lắm bạc. Làm ác thì gặp ác. Tự tác thì tự lo. Gieo gió thì gặt bão. Gian xảo thì đa nghi. Từ bi là cội phúc. Nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Điều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta. Tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Cho nên mình tu cái giới là để mình được gọi là giải thoát. Thì giải thoát tự do chứ không có ràng buộc. Rồi khi mình học Phật rồi, mình hiểu rồi thì mình không có bị cái tính lệ thuộc vào trong cái chuyện có không, được mắc khen chê nữa. Mình tu làm sao không biết, mà ngày một mình tiến bộ đến mức độ là có không còn mất chẳng bằng lòng. Yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông. Mở rộng tâm ra lòng thanh thản mà nghe lời Phật dạy sống thông dòng. Mình tu như vậy đó. Không biết từ đâu mà bị lệ thuộc vô cái chuyện có không. Người tu Phật thì phải tâm không dao động chở người. Tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp may không đắc chí lòng, gặp rủi không động, nao lòng trách than. Bị chê chẳng có ai quan, được khen ca ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào, đều là nhân quả tự ta tạo thành. An nhiên tự tại tu hành, dứt sạch phiền não, đạt thành quả cao. Cái chuyện của mình bây giờ là cái an nhiên tự tại tu hành thì mới gọi là dứt sạch được phiền não, thì mới đạt thành được quả cao. Chứ mà mình tu mà mình ngồi ở đây mà cứ ngồi cứ hơn thua được mất có không bận lòng vậy lắm. Vô đến đây rồi mà ngồi trước thấy ngon hơn ngồi sau là thấy không được rồi. Được thầy trụ trì mà hỏi thăm, mình không được hỏi thăm cái anh buồn là thôi nó chất quớt rồi. Cái đó là không tu được miếng nào á. Phải khác hơn người không tu. Cho nên cái phần thứ hai tức là tu giới. Tu giới là quý vị biết rồi, đó là giữ cái đạo đức, giữ cái tam nghiệp của mình. Nó ngăn không cho thân nghiệp làm ác, khẩu nghiệp nói ác, ý nghiệp nghĩ ác. Đó là mình tu giới. Cái phần thứ ba, cái pháp căn bản đó là gì nè? Là gì? Thiện. À, thiện đức. Bố thí, trì giới, tham thiền. Thiền ở đây nó có hai loại thiền.
Một là thiện, thiện chỉ để đạt đến một sự định tâm để nhiếp phục phiền não. Hai là thiền quán, đưa đến một cái loại trí tuệ thông suốt, hiểu biết, cũng chấm dứt phiền não. Thiền nó có hai vậy. Hồi nãy chúng ta ngồi thiền 5 phút mà chắc không được phút nào. Mình thấy một cái công việc rất đơn giản mà tại sao mình làm không được? Lý do là cái tâm của mình nó quá động, nó quá dao động. Cho nên xin hỏi quý vị câu là tại sao khi chúng ta ngồi thiền chúng ta phải ngồi yên? Ai trả lời đúng có thưởng. Im ru hết. Phần thưởng này để dành kỳ sau. Chúng tôi tự trả lời luôn cho nó nhanh, thời gian không có nhiều nữa. Mình đặt câu hỏi là tại sao khi mình ngồi thiền mình phải ngồi yên? Để tâm được tịnh. Rồi ai nữa? Sao cô? Trả lời. Đơn giản, khỏi suy nghĩ nhiều. Ngồi để tâm thanh tịnh à. Ngồi thiền mình phải ngồi yên để mình thấy cái không yên của mình. Bình thường mình lăng xăng lắm, mình lăng xăng mình đâu có thấy. Tâm của mình nó giọng móng dữ lắm mình đâu có thấy. Nhưng mà khi mình ngồi yên lại, mình lắng động lại thì mình mới thấy được cái dao động của mình. Giống như hai chiếc xe nó chạy song song với nhau mình không thấy đâu. Có một chiếc đậu lại mới thấy chiếc kia chạy. Cho nên mình ngồi yên để thấy cái không, không yên. Mình tu thiền quán để mình trau dồi cái gì? Cái sự tỉnh thức. Mình làm chủ được thân tâm. Mình ngăn chặn được những cái phiền não. Khi mà gặp cảnh nghịch, trái ý nghịch lòng đó, lòng mình nó dễ khó chịu, bực bội, cảnh bất tội mà, dễ sân lắm. Thì mình chánh niệm thì mình niệm sân à, sân à. Mình phải biết là mình đang sân, thấy được mình đang sân. Để mình dẹp cái tâm sân đó đi. Thấy nó từ cái lúc mà nó mới phát khởi lên. Trong tâm thôi. Là mình không cho nó nói hay hành động. Lúc đó là mình chỉ nhắm mắt lại, mình niệm sân à, sân à, sân à. Thấy nó dằn nó lại. Đừng có để nói ra. Quý vị biết mình mà khẩu mình nói ra mà bằng tâm sân thì tạo nghiệp không? Tạo nghiệp. Hành động mà làm bằng tâm sân tạo nghiệp không? Tạo nghiệp. Mặc dù mình chưa có đả thương người ta nhưng mình dằn mâm sáng chén là cũng đã tạo nghiệp rồi. Mình dùng dằn mình bước cái bước đi nặng nề cũng đã nghiệp rồi. Mình bỏ đi theo cái kiểu mình giận dữ, dậm chân bịch đi là tạo nghiệp. Hành động đó đã mang đến một cái hình ảnh người khác là mình sân si rồi. Cho nên nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác, mình ghi nhận là đang sân thì mình dằn liền. Lúc đó dứt khoát không hành động và không nói. Bởi vì hành động mà nói bằng cái tâm sân thì tạo nghiệp gì? Nghiệp bất thiện, đau khổ sẽ theo mình thôi. Chỉ khi nào nói và hành động với tâm thiện thì nên nói. Còn tâm bất thiện dứt khoát không nói. Bởi nói là mình tạo nghiệp. Coi cô Phật tử có lợi nói sư, tánh của con thẳng tính lắm, trực tính lắm, mạnh mẽ lắm. Con giận là con nói liền, con bực là con chửi liền, con chửi rồi thôi. Cái sư mới nói, ủa, con chửi người ta rồi thôi, không lẽ con chửi người ta rồi con muốn đánh tình hay sao? Mình chửi người ta tức là mình tạo nghiệp rồi. Cổ lấy cái quan niệm là khi mà cổ tức là cổ chửi tan xác hết trơn, cái lòng cổ nó nhẹ rồi, chửi nãy giờ mệt rồi, cái nó bớt đi, nó nguội đi, nhưng mà lửa cháy hết trơn rồi, cháy tàn hành tro hết trơn rồi, cái tự nhiên thấy nhẹ người, cái nói con chửi rồi thôi à, con không có để bụng. Cái đó là mình nói theo cái nói cho vui,
tạo nghiệp rồi. Hay hơn nữa là mình không chửi người ta thì mới là hay. Cái người tu của mình như thế này là người ta tốt với mình, mình tốt lại, chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta thì đó mới là người tu, hiểu không? Còn cái chuyện ta tốt với mình tốt lại thì không có gì đâu mà nói. Nhưng mà vào chùa gặp Phật mình tu là chuyện đó bình thường, gặp quỷ mà mình tu nữa mới được. Còn cái cô kia cô nói không có, còn tánh còn khác, gặp Phật thì con tu, gặp quỷ còn phải trừ. Cái đó là bình thường, phải không nè? Gặp bạn bè thì vui vẻ cười, mà gặp kẻ thù thì sân si là chuyện bình thường. Vào chùa gặp Phật không tu làm gì? Ai đứng trước Phật mà sân si không? Không dám. Không dám đứng trước Phật mà săn tay áo lên phùng mang trợn má sân si đâu có. Ngoại trừ mấy người bị thần kinh thôi. Gặp Phật là mình tu là chuyện bình thường. Gặp quỷ mà mình tu mới là điều đáng nói, đúng không? Kiếm hiệp nó có một câu là có thù phải trả mới là quân tử. Sư nghe câu nói sư nói thôi không được, có thù mà không trả mới là anh hùng, thấy không? Có thù mà trả là anh hùng, đúng không? Anh mà có thù mà anh không trả luôn á thì mới là anh hùng. Người ta tốt với mình tốt lại, chuyện bình thường, không có gì đáng khen hết, không có gì đáng nói hết. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu. Hiểu cái ý này không? Cho một tràng vỗ tay. Thì thiền định là như vậy đó. Tức là thiền chỉ thì nó có 40 đề mục. Nếu như quý vị nào mà muốn học sâu thì nghiên cứu thêm. Thiền quán là tu theo 4 cái đề mục là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm từ 4 cái đề mục này để chúng ta tạo ra cái cơ sở chất liệu chánh niệm. Mà chánh niệm là trí tuệ, là tỉnh thức. Cái cuộc đời này quý vị biết không? Mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau luôn. Biết sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng an vui. Khi mình chưa biết đạo thì mình mơ cái quả lành, mơ cái phước báo đến với mình. Khi mình biết đạo rồi, mình chỉ mơ cái nhân lành thôi, là để mình được làm thiện. Nhưng mà biết đạo một cách rốt ráo rồi thì nhìn cái quả lành và nhân lành bằng một cái tâm chánh niệm, trí tuệ và buông bỏ, đó mới là quan trọng. Khi mình nghèo á thì mình muốn mình có tiền. Khi mình có tiền rồi thì mình nhìn người nghèo và người giàu nó y chang nhau, mà người nào cũng khổ. Vì sao quý vị biết không? Hồi nãy chúng tôi nói rồi, khổ nó có mấy nè? Có ba, thấy không? Thứ nhất là khổ, khổ là người nghèo đấy, mình tạm gọi là nghèo. Thứ hai là hoại khổ là người giàu, thấy không? Đang giàu tự nhiên nó hoại đi, nó là khổ. Nhưng mà khổ thứ ba là gì? Còn bị lệ thuộc vô cái giàu nghèo, cái có không là khổ. Mà cái khổ này nè mới là đáng quan trọng. Cho nên khi mình có chánh niệm rồi thì mình không còn bị lệ thuộc cái đó nữa. Cho nên cái người có trí tuệ là họ nhìn khác. Họ nhìn khác, họ không như mình. Mình không có trí tuệ, mình nhìn cái hình thức không. Thấy ai nghèo cái, mà cái đó nó cũng gây đến cho mình nhiều cái sai lầm lắm. Chúng tôi xin lỗi quý vị, chúng tôi nói ví dụ như mình thấy người ta nghèo á thì mình mới giúp đỡ. Mình thấy nó khổ mà người ta bệnh á mình giúp đỡ. Cái con người mình lạ lắm, phải có điều kiện. Điều kiện là sao? Khi người ta nghèo á mình mới cho. Khi người ta khổ thì mình mới tha thứ. Ví dụ cái bà nợ nần mình đi, mình đòi miết. Nhưng mà khi nào mà bà gần chết rồi đó, nghe bà ngày hôm qua bà tắt thở rồi đó, mình đến thắp nhang, thôi tôi với bà xong rồi nghe, nợ nần tôi bỏ hết. Đó. À, lúc đó đó.
Từ đó cái là mình mới sinh ra là mình mới đi giúp đỡ cho cái người nghèo, người bệnh, người khổ, là mình thấy mấy người này mới khổ thôi, còn mấy người giàu, người trẻ, khỏe, mạnh là không có khổ. Nhưng mà hôm nay quý vị tu cao hơn một chút đi, là người nào cũng khổ hết. Người nào cũng khổ. Giàu thì khổ theo giàu, mà nghèo thì khổ theo nghèo, khỏe thì khổ theo khỏe, mà bệnh thì khổ theo bệnh. Như vậy thì mình mới thương hết. Còn không là cái tình thương của mình là nó có phân biệt. Có phân biệt. Cho nên mình làm phước, mình bố thí, nó cũng bị vướng cái chỗ đó. Nó không có được gọi là tự tại. Đường tu bố thí đứng đầu, vị tha là tánh mà vô cầu là tâm. Đừng vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố không phân biệt gì. Nếu không tin chúng tôi là quý vị cứ ra đường chặn mấy người giàu lại hỏi có khổ không khổ. Cho nên định nghĩa theo cái đạo Phật của chúng ta là sự thành công của bạn nha, là bạn đánh đổi từ cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác thôi. Khi quý vị làm nhân viên á, công nhân á, quý vị thấy cái ông làm giám đốc, ông chủ ở xuống, cái mình phấn đấu, vài năm sau cái mình lên làm ông chủ, làm giám đốc, thành công, thì lúc đó mình thoát khỏi cái khổ của công nhân á nghe, là mình lại lên cái khổ của ông làm chủ. Tới tháng á, thì người công nhân họ vui, họ lãnh lương, nhưng mà tới tháng cái ông chủ ông lại khổ, là ông phải trả lương. Khổ vậy đó. Hồi xưa thì mình thấy cái người trả lương mình tưởng sướng, nhưng mà giờ mình lên mình làm cái gì tiếp đó là mình cũng khổ. Cho nên là giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, khỏe cũng khổ, bệnh cũng khổ, tất cả đều phải khổ hết. Theo cái định nghĩa này còn bị lệ thuộc rất là cũng khổ. Nhiều khi mình không hiểu, mình cứ tưởng đâu là sướng. Chúng tôi có ví dụ nha. Ví dụ như có một cái ông tổng giám đốc, chủ tịch một cái tập đoàn lớn, ông đi một chiếc xe hơi 5 tỷ, sang trọng mà, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị mà. Nhưng mà ông lại vay ngân hàng vài chục tỷ, vì công ty ông lớn quá. Rồi một cái ông giám đốc một cái công ty vừa và nhỏ thôi, đi cái xe 500 triệu thôi, ông cũng mượn ngân hàng 1-2 tỷ làm vốn. Rồi một cô công nhân thôi, một người công nhân thôi, đi cái xe Honda 30 triệu thôi, nhưng mà do tiết kiệm tằng tiện dành dụm cho nên còn dư được 50 triệu gửi ngân hàng. Thì ba cái người này, người thứ nhất là vay ngân hàng mấy chục tỷ, người thứ hai vay ngân hàng vài tỷ, người thứ ba là gửi ngân hàng được 50 triệu. Thì ba người này quý vị thấy người nào khổ, người nào sướng? Người thứ ba sướng hả? À? Phải không? À, vậy trưa nay cô, chiều nay cô ra ngoài cái công ty á, cô đứng trước cái cửa công ty á, cô đợi tan sở ra, cô chặn lại từng công nhân, cô hỏi con làm công nhân sướng hay khổ, nó trả lời cho nghe. 100 người trả lời khổ hết. Có tiền ở nhà cũng khổ, là bởi vì sao? Cô nói cái người thứ ba là công nhân sướng phải không? Thì làm ơn chiều nay mượn cái công ty rồi đó, cô ra cô đứng trước cái cửa công ty á, cô đợi tan tầm ra. Cô nói hôm nay nghe lời sư Kinh Định để làm một cái cuộc khảo sát. Cô chặn ta là hỏi, con ơi, con làm công nhân khổ hay sướng con? Nói, trời ơi, con khổ muốn chết cô ơi. 100 người trả lời vậy. Khổ. Mình hiểu theo cái ý của mình thì mình thấy công nhân nó sướng. Nhưng mà hiểu theo cái lý của chúng tôi giảng kinh thì nãy giờ là ai cũng khổ. Giống như nãy cô nói, thấy người bệnh mình nó khổ, mình khỏe mình không khổ, đúng không? Người nghèo thì khổ quá, người giàu không khổ, nhưng mà nó khổ hết. Mỗi người có cái khổ khác. Tại cái người công nhân họ gửi 50 triệu nhưng mà họ mơ, họ ráng làm cài ngày cài đêm để họ có 500 triệu họ mua chiếc xe. Thì cái khổ đó là khổ vậy đó. Cái khổ là bởi vì họ còn ham muốn. Lại cha mẹ, bậc thầy trước nhất là Phạm Thiên, bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Dù con điếm được cát sông,
nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh, nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Dù con cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh, nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Dù con bất hiếu một khi, nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Ơn cha nghĩa mẹ vô bờ, phận con báo hiếu từng giờ từng giây. Mẹ già ở tấp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc khi ra quan tiền. Ngày xưa là vậy đó. Cái này là ca dao tục ngữ nghe. Tức là người xưa người ta chỉ mình cái cách để mà tìm, để mà cách để mà báo ơn cha mẹ đó. Tức là mình muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thống thấp khi ra quan thị. Khi vào cái mình mang cái gì đó mình giao cha mẹ, rồi khi đi ra khỏi thì mình cũng phải cho cha mẹ ít tiền. Tức là mà sống thì phải phụng dưỡng tôn thờ là vậy đó. Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa chén trà ai dính. Mà quý vị thử nghĩ, cha mẹ mà để cho mình nuôi đó nghe, phụng dưỡng đó nha, làm gì 20 năm? Một năm là hết sức, là cha mẹ lìa xa rồi đó. Quý vị thử nghĩ đi, cứ một kiếp người như vậy, mình nợ cha mẹ mình 19 năm. Mà trong dòng sanh tử luân hồi này, không biết là mình nợ bao nhiêu. Là lãi mẹ đẻ, lãi con ra bây giờ, trả cho hết cuộc đời này cũng không hết nữa. Chứ đừng có nói là mình phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì sao? Đó, tính tháng tính ngày. Kính dân dạng đó hoa hồng, bao la tình mẹ, ấm nồng tình cha. Mẹ ơi, mẹ là cả một trời thương. Mẹ ơi, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Chỉ mong con lớn nên thân với đời, mỗi khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên, nhọc nhằn vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Cuộc đời vất vả nuôi con, cầu mong con lớn nhờ con về già. Vậy mà khi buổi xế tà, sức lực cạn kiệt, thân già ốm đau, con cái thì lại ganh nhau, chăm được ba bữa cầu nhàu rên la. Mẹ già cay đắng lệ xa, bát cơm trang lệ như là trang cảnh. Chắp tay khấn nguyện Phật trời, cầu cho cha mẹ trọn đời bình yên, không còn lo lắng ưu phiền, không còn đau khổ triền miên tháng ngày. Cầu xin Đức Phật giang tay chở che mẹ khỏi đắng cay cuộc đời, cho mẹ lấy lại nụ cười, cho mẹ mãi mãi suốt đời bên con. Mẹ ơi, con hiểu một điều, do mình quan tâm đến sự nghiệp cho nên mình bỏ quên cha mẹ. Đến khi mà gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mài râu, thì đến lúc đó mới biết yêu thương cha mẹ. Mà khi yêu thương cha mẹ thì cha mẹ không còn trên cuộc đời này nữa. Thương như vậy thì cũng bằng 10 không thương. Đừng đợi lúc mẹ ra đi, ghi lời yêu quý lên bia đá. Đá vô tri nào có nghĩa gì. Hãy nói đi điều con muốn nói, đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say. Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy, ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai. Đó là chia ly và tử biệt, chỉ còn nước mắt và tiếng con.
Nếu yêu mẹ chỉ là một chút, hãy nói đi khi mẹ vẫn còn. Nói đi con, lời nào yêu dấu, cả lòng hiếu thảo cả tình con. Bài thơ đó hết rồi. Đã làm người sinh đình quên chữ hiếu, phận làm con phải thấu hiểu điều này. Dẫu hoàn cảnh có muôn vàn đắng cay, cũng phải nhớ công ơn này mãi mãi. Ân sinh thành phải nói liền một giải, nghĩa dưỡng dục thì ta phải khắc ghi. Sống trên đời ta cũng chẳng là gì, đạo hiếu thảo sẽ có đi có lại. Cầu mong đời nếu có ai lỡ dạy, hãy quay về làm lại với mẹ cha. Bởi đạo hiếu phải tâm tính thật thà, lòng thành khẩn tận tâm mà báo hiếu. Cha mẹ chỉ biết cho mà không biết đòi nghe. Con cái chỉ biết vòi mà không biết trả. Nó nghịch lý nhân sinh dữ lắm mà sao nó nhẫn nhơ ở ngoài đời nhiều như vậy. Hôm nay chúng tôi muốn đòi là sự công bằng đó. Tính là công bằng thôi, tức dài nhiêu trả nhiêu cho nó quề vốn nữa, chứ không dám nói cho quý vị lo cha mẹ nhiều hơn. Cha mẹ dạy điều hay á thì kêu là lắm lời, bước chân ra đời thì ngỡ ngang ngỡ ngẩn. Những người con như vậy đó, cha nỡ coi khinh mẹ dám coi thường, bước chân ra đường thì kính phường trộm cướp. Ở nhà thì coi thường cha mẹ dữ lắm, ra ngoài đi trọng mấy ông nội gì đâu không. Cha mẹ ngồi đấy không một tiếng hỏi han, mà vào đến cơ quan thì cúi đầu chào thủ trưởng. Có không? Có. Cha mẹ còn chẳng thơm thảo bắt canh rau, mai khuất núi xây mồ to mã đẹp. Dỗ cha thì coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện thì cái này tiêu rồi. Hết rồi, cái gì? Kỳ lạ của con người là gì nè? Con người nhiều lúc lạ kỳ, còn cha còn mẹ sống thì vô tâm, mất đi thì kèn trống ầm ầm, xôi gà hoa quả từng mâm bàn thờ. Khi còn đối xử thờ ơ, mất đi đốt cả ngàn tờ đô la. Khi còn cãi mẹ cãi cha, mất đi than khóc suốt ba ngày trời. Khi còn chẳng chịu nghe lời, mất đi than khổ vì đời mồ côi. Khi còn cãi mẹ tay đôi, mất đi mới biết muộn rồi bạn ơi. Ai còn cha mẹ trên đời, làm ơn thương mẹ nghe lời của cha. Còn nhiều đọc hết trơn rồi. Bây giờ chúng tôi nói cái phần thứ hai. Cái ý thứ hai là nếu như mà mình lo biết ơn và biết cách trả ơn cho cha mẹ thì cái lợi ích của chúng ta là gấp đôi. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Khi mà mình phụng dưỡng cha mẹ đó, có hiếu với cha mẹ đó, điều thứ nhất là chúng ta trả được ơn cho cha mẹ. Điều thứ hai là gì biết gì không? Chúng ta gặt được một cái nguồn phước báo vô lượng vô biên. Vì cha mẹ được nằm trong cái dạng là bậc xứng đáng cúng dường. Những cái bậc mà xứng đáng cúng dường rồi, khi chúng ta cúng dường vào thì cái phước nó nhiều hơn là cái bậc không xứng đáng cúng dường. Hiểu cái ý này không?
cái ruộng mà cái ruộng màu mỡ thì chúng ta gieo trồng vào thì cái kết quả nó sẽ nhiều hơn là cái ruộng khô cằn. Mình lo cho chồng, lo cho vợ, thậm chí lo cho con cũng có phước, nhưng mà phước đó không bằng mình lo cha mẹ. Cho nên nói về trả ơn cha mẹ, chúng ta được hai cái lợi ích. Lợi thứ nhất là trả được ơn ở cha mẹ. Lợi thứ hai là gì? Được vô lượng công đức. Nói theo luật nhân quả, mình mà có hiếu với cha mẹ thì sau này con nó sẽ có hiếu với mình. Vì hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận. Ngỗ nghịch nào có khác chi? Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Cho nên những người bất hiếu ta nói là học cao hiểu rộng mà chi, để rồi chữ hiếu vứt đi không màng. Quy quyền chức tước giàu sang, mặc cho cha mẹ lang thang chợ đời. Sinh thời có máu không rời, cha mẹ chăm sóc cho đời ấm no. Học hành thi cử chạy lo, miếng cơm manh áo dày vò tấm thân. Nuôi con khôn lớn tảo tần, mưa giông nắng cháy vai trần trơ sương. Cuộc đời vất vả gió sương, mong con thành đạt tương lai sáng ngời. Làm con chữ hiếu nên tròn, bất nhân bất nghĩa con mình nói theo. Cuộc đời là sợi dây leo, nhân nào quả nấy chớ gieo ở đời. Cho nên cái bất lợi lớn nhất của cái người bất hiếu là gì? Là tạo cái trọng nghiệp, trọng tội. Không có cái tội nào nặng bằng tội bất hiếu. Là Du Lan không định ngày rằm, báo hiếu đâu phải mỗi năm một ngày. Công cha nghĩa mẹ cao dài, mỗi ngày báo hiếu, mỗi ngày Du Lan. Tâm chưa thiện, phong thủy vô ích. Bất hiếu với cha mẹ, thờ cúng vô ích. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ nóng như bình nước sôi. Con đau thì mẹ còn đau hơn con nữa.